Kim Cang Giảng Ký Tập 175. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Dĩ hữu lậu nhân chiêu hữu lậu quả, sao gọi là hữu lậu gì? Mà ở trong tu nhân. Lậu là đại danh từ của phiền não, bằng phiền não chưa đoạn hay nói cách khác Kiến tư hoặc của bạn Chưa đoạn Thì nhân mà Bạn đã tạo Nhân thiện đi nữa Cũng là thuộc về hữu lậu Cho dù ở trong cửa Phật Gieo nhân thiện cũng vẫn là hữu lậu Không nên cho là Ở trong cửa Phật là một chút việc thiện đây là công đức chân thật Thế thì bạn nghĩ sai rồi Giờ thời xưa Mọi người biết Có vị vua tên là Lương Vũ Đế là hộ pháp lớn trong cửa Phật. Ngài dùng thân phận quốc dương. Dùng của cải của quốc gia hộ trì Phật pháp. Đã xây 480 ngôi đạo tràng. Chừa trì cho Phật giáo đã xây 480 ngôi chùa chiền lớn nhỏ. Độ người xuất gia, cúng dường người xuất gia mấy chục vạn người. Ông tự mình cho là từ xưa đến nay, người tu phước báo, tu phước báo không có người nào có thể vượt hơn ông điều này ở trên sự tướng nói là thật trước lương vũ đế không có người nào có thể hơn ông sau lương vũ đế cũng không có người nào có thể hơn ông tổ sư đạt ma đến trung quốc họ là người cùng thời đã gặp mặt lương vũ đế lương vũ đế cũng khá là ngạo mạn đáng để tự hào ông đã làm nhiều việc tốt như vậy tranh công với tổ sư đạt ma ngài thấy tôi hậu trì đối với phật giáo đã làm nhiều việc như vậy ông hỏi đạt ma công đức của tôi có lớn hay không đâu biết tổ sư đạt ma không nể mặt tuy là không nể mặt nhưng đạt ma rất thật thà đã đáp một câu rất thật thà là hoàn toàn không có công đức gì lương võ đế nghe xong rất giận dữ không hộ pháp cho ngài cho nên đạt ma ở trung quốc là tương đối khổ không có người hộ trì ngài đi đến chùa thiếu lâm để ngồi diện bích Nếu như vào lúc đó Nếu như Ngài biết nói chuyện Nói với Lương Võ Đế công đức Rất lớn, rất lớn Vậy thì Lương Võ Đế lập tức mời Ngài làm quốc sư ngay Thế thì ổn rồi Thật ra lời Đạt Ma nói là lời chân thật Không phải lời giả dối Hoàn toàn không có công đức Vì sao vậy? Ông ta dùng nhân hữu lậu Chiêu quả hữu lậu bạn thử xem cái tập khí ngạo mạn đó của ông, cái tập khí tự cho là đúng, hay nói cách khác, biểu hiện đầy đủ tham sân si mạng làm gì có công đức, cho nên cái mà lương võ đế tu là nhân thiện hữu lậu, quả báo tương lai của ông đương nhiên có, đương nhiên thiện hữu lậu không thể ra khỏi tam giới nói đến lương vợ đế chúng ta liên tưởng đến lương hoàng xám Lương hoàng chính là lương vợ đế nguồn gốc của lương hoàng xám tôi nghĩ mọi vị đồng tu các bạn đều biết ở nơi này phong khí bái lương hoàng xám cũng rất thịnh Cái bắt nguồn của siêu độ Phật sự này Là hoàng hậu của lương võ đế Sau khi chết Đòi vào ác đạo Báo mộng cho Lương Võ Đế nói bà rất khổ Cầu Lương Võ Đế thỉnh Cao Tăng Đại Đức Làm Phật sự để siêu độ cho bà Cao Tăng đương thời Được tôn dụng nhất là Bảo Chí Công Sau khi Bảo Chí Công đến chúng ta biết ngài là quan thế âm bồ tát hóa thân đến bảo chí công chính là quan âm bồ tát bồ tát quan âm đến siêu độ bà tụng kinh niệm chú để siêu độ bà cái nghi thức siêu độ này sau này lưu truyền lại liền xưng là lương hoàng sám Bồ Tát Quan Thế Âm Là một trong tam thánh của thế giới Tây Phương Hoàn toàn không thể Đem Hoàng hậu của lưng Võ Đế Siêu độ về thế giới Tây Phương cực lạc được Không có Chỉ là giúp bà Từ trong ba đường ác xanh gì trời đau lợi cái sự việc này chúng ta phải rõ ràng phải minh bạch năng lực của siêu độ nhất định phải cao tăng đại đức chân thật có tu có chứng Họ mới có cái năng lực này. Và người siêu độ cao nhất chỉ có thể siêu độ đến trời đau lợi. Trời đau lợi lên trên nữa, cái năng lực đó là không đủ. Nguyên nhân gì? Bởi vì trời tứ dương với trời đau lợi có thể nương vào phước đức nhân duyên mà đưa lên được. Trời giả dạ ma trở lên Nhất định phải tự bình công phu tu trì Đây chính là phải có định công Bản thân bạn không có tu hành chân chánh Hoàn toàn nương vào phước đức của người khác gia trì Thế thì không thể lên đến được Bản thân không có công phu tu trì Dựa vào phước đức của người khác gia trì Cao nhất có thể lên đến trời tao lợi Đây là điều chúng ta không thể không biết Hiểu rõ cái chân tướng sự thật này mới biết Hiện tiền tu hành vô cùng quan trọng Lúc còn sống không chịu tu hành Lúc chết cầu người siêu độ Bạn cho dù gặp được Bồ Tát quan Âm Đầy từ đại bi siêu độ Bạn cũng chỉ có thể đến trời đau lợi cái sự việc này khó cho nên nhân hữu lậu chiêu quả hữu lậu như khai phật tri kiến tắc năng dĩ thù thắng nhân chiêu thụ thắng quả thế thì hoàn toàn khác nhau khai phật tri kiến Khai ngộ rồi tri kiến của phật là gì những điều mà trong kinh kim cang nói đều là tri kiến của phật nếu như bạn thật sự hiểu rõ thật sự thông đạt rồi học kinh kim cang là khai phật tri kiến từ trên kinh kim cang khai phật tri kiến thiền tông đại sư lục tổ huệ năng có thể nói là một nhân vật đại biểu ngài là nghe kinh kim cang mà khai ngộ chúng ta bình thường nói khai ngộ chính là khai phật tri kiến phật tri kiến vừa khai là khác nhau không những là lìa bốn tướng bốn kiến cũng không còn cũng chính là nói tất cả có thể kế nhập cảnh giới lìa tướng lìa niệm nhân của họ thủ thắng Bất luận tu nhân gì Mọi cái đều thù thắng Quả báo đạt được tự nhiên Bất khả tư nghị Được quả báo thù thắng Vì chứng vô niệm chân như chi quả Cái quả báo thù thắng này của họ Là thành Phật thành Bồ Tát. Là quả báo như vậy. Thử kinh nan giảng, tiền hậu bất dị. Đây là từ xưa đến nay, người giảng kinh Kim Cang đều có cái cảm xúc này. Kinh Kim Cang thật sự rất khó giảng. Khó ở chỗ nào vậy? Khó ở phần trước Kinh Kim Cang Chúng ta đã nói qua Nó có hai bộ trước sau Thái tử Chiêu Minh Đem bản kinh chia thành 32 phần 32 phần Rốt cuộc có thỏa đáng hay không Chúng ta không bàn đến Bản 32 phần này lưu thông rất rộng Đây là sự thật Nói đến 32 phần Ấn tượng của mỗi người rất sâu sắc 16 phần phía trước Là nửa bộ trước 16 phần phía sau là nửa bộ sau Chúng ta dùng cái này để nói hai bộ trước sau Mọi người nhất định Ấn tượng tương đối sâu sắc Nói chỗ khó của nửa bộ trước Là bộ phận tinh hoa Tinh nghĩa của bản kinh nằm ở phía sau Nếu như giảng nửa bộ trước thì phải thường xuyên đem kinh văn nửa bộ sao nêu ra khi giảng đến phần sau không còn gì để giảng nữa phạm đến phần sau giảng đến phần sau không còn gì để giảng nữa đây là phạm đến phần sau đây là chỗ khó chỉ năng duy đăng thụ ảnh bất năng sướng sợ ngôn đây là chỗ khó của phần trước Chỉ có thể Nêu ra một cách rất sơ lược Không thể nói tỉ mỉ Nói tỉ mỉ thì đến phần sau Không còn gì để giảng Những kinh văn đó ở phần sau Giống như chúng ta Giảng đoạn phía trước này Phải trích dẫn kinh văn Quan trọng ở phía sau Giống như Bất thủ ưu tướng như như bất động Chúng ta chỉ có thể đem kinh văn lấy ra đọc qua Không thể nói tỉ mỉ Nói tỉ mỉ đến phần sau làm thế nào Nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyện bào ảnh Cũng có thể đọc qua Không thể giảng tỉ mỉ Kinh văn ở phía sau Đây chính là Duy đăng thủ ảnh Không có cách gì Nói cái ý nghĩa này Thật thoải mái được cái khó ở phần sau khó ở chỗ lý sâu cảnh vi tế đây là sự thật giảng đoạn này tôi tin các đồng tu đều có thể thể hội được chút ít đạo lý quá sâu cảnh giới quá vi tế ngôn ngữ tuy rất bình thường nhưng mà nghe xong giống như hiểu mà không hiểu đây là điều rất thật Ngôn ngữ bất dị hình dung Thả xứ xứ yếu cố đáo lý danh tuyệt tướng Tuy khả xứ sở dục ngôn Trước bất khả thuyết xác nhất tự Tắc nhân ngộ môn giả Hoàng tuyên thượng kinh ưng tri Kinh kim cang quả thật là khó giảng từ xưa đến nay pháp sư giảng kinh đều không muốn giảng kinh kim cang đạo lý là ở chỗ này kinh kim cang mỗi câu nói không được phép thiếu sót thiếu sót sẽ đóng kín cửa ngộ của người cái đó không những không có công đức còn có lỗi lầm nếu như hữu ý đó là tội lỗi vô ý cũng không được cũng có lỗi lầm Bởi vì kinh này Từng câu từng chữ Là muốn hướng dẫn người khai ngộ Cho nên đây là chỗ khó Thật sự khiến người nghe kinh này Nghe thấy giác ngộ Khai ngộ rồi Thì mục đích giảng kinh Kim Cang Đã đạt được Nếu như khóa kinh này giảng ra Một người khai ngộ cũng không có vì thì giống như thầy dạy học trò đã dạy một học kỳ cũng rất vất vả nghiêm túc dạy học nhưng mà học trò đến lúc thi không có người nào đạt yêu cầu vì thì có tệ hại hay không cái khó này khó ở chỗ này không có người nào đạt yêu cầu khai ngộ xem như đạt yêu cầu chứ khai ngộ đều không đạt yêu cầu cho nên kinh này Chúng ta biết Từ xưa đến nay Những Pháp sư này Thật không muốn giảng kinh này Họ có đạo lý của họ Chúng ta xem kinh văn dưới đây Tu Bồ Đề Ư ý dân hạ Như lai khả dĩ Cụ túc chư tướng kiến phủ bất giả thế tôn như lai bất ơn dĩ cụ túc chư tướng kiến hà dĩ cố như lai thuyết chư tướng cụ túc tức phi cụ túc thì danh chư tướng cụ túc cái câu này với đoạn kinh văn ở phía trước vô cùng giống nhau giống như chỉ đổi mấy chữ phần trước là đổi sắc thân sắc thân không phải tánh chỗ này là nói tướng hảo nói chư tướng cho nên cái văn đó giống như chỉ đổi một vài chữ nhưng mà ý nghĩa của nó hoàn toàn khác nhau chúng ta xem chú giải tự kinh sơ chí thử Cử thân tướng Vấn đáp dĩ tam thứ Nhi mọi thứ sở minh chi nghĩa bất đồng Nhất tầng thâm nhất tầng Đây là Đọc Kinh Kim Cang Nghe Kinh Kim Cang Không thể không rõ ràng Ba lần này Chúng ta ở chỗ này đều liệt kê ra Lần đầu là đoạn 19 Lần này chúng ta in cái bản kinh này Hoàn toàn lấy Giảng nghĩa của cư sĩ Giang Dị Nông Cư sĩ Giang đem bản kinh phân khoa Khoa nhỏ Chúng ta tính theo kinh văn Tổng cộng là Đêm kinh văn chia thành 184 đoạn Cho nên chúng ta mỗi một khoa Đi dùng một cái con số đánh dấu ở chỗ này Làm như vậy Tra kinh thuận tiện Tra nguyên chú của giảng nghĩa thuận tiện Cho nên chúng ta đều đem nó Đánh một cái chữ số Đây là Kinh văn đoạn thứ 141 Lần đầu ở đoạn 19 Phật hỏi Có thể dùng thân tướng thấy như lai không? Thân tướng mà chỗ này nói Là chỉ tất cả thân tướng Không phải là chỉ chuyên cho thân Phật Như Lai là chỉ tự tánh Đây là phần trước đã nói qua Lần thứ hai ở đoạn thứ 69 Phật hỏi là Có thể dùng 32 tướng để thấy Như Lai không? Chỗ này nói 32 tướng Đó là không phải thân tướng thông thường 32 tướng là tướng mà Phật Ứng thân đầy đủ Đây là chuyên chỉ Ứng thân của Phật Cái chỗ này Chính là đoạn thứ 140 Vừa rồi chúng ta học qua Đoạn 141 Chính là cái chỗ này Đoạn kinh văn ở chỗ này Dấn cụ túc sắc thân Đoạn phía trước là cụ túc sắc thân Chúng ta đã nói qua rồi Đoạn này cụ túc chư tướng thị ước Phật Chi báo thân Có thể thấy Tuy nói sắc thân tướng hảo Nhưng ba lần này Không giống nhau Ba lần không giống nhau Vô cùng rõ rệt Tiền viết thân tướng tức phi thân tướng Đây là đoạn ở phía trước Chúng ta vừa mới giảng qua Cái ý nghĩa này Là chứng tỏ Tướng đều hư vọng Vì thế không nên trụ Trụ Chính là chấp trước Phạm sở hữu tướng Giai thị hư vọng cho nên đối với tất cả tướng không nên chấp trước vừa mới nói qua cũng không có cần thiết phải chấp trước cái này nhất định phải biết bởi vì tướng tức chẳng phải tướng bạn chấp trước Liền sinh vọng tưởng Liền sinh phiền não Vọng tưởng là Vô minh Phiền não Là nhân tố đứng đầu Của lục đạo luân hồi Tại vì sao bạn lại có lục đạo luân hồi vậy? Chính là bạn có phiền não kiến tư phiền não là nghiệp nhân của lục đạo luân hồi kiến tư phiền não đoạn rồi liền thoát khỏi lục đạo luân hồi a la hán tiểu thừa kiến tư phiền não đoạn rồi vậy là thoát khỏi lục đạo luân hồi cho nên chúng ta biết vọng tưởng chấp trước rất phiền phức có vọng tưởng không thể ra khỏi thập pháp giới có chấp trước không thể ra khỏi lục đạo luân hồi Cho nên không nên trụ Hậu tức vi thị danh tình thuyết Câu kiểu như thế này Ở trong Kinh Kim Cang Hai nửa bộ trước sau Đều rất nhiều Hiện ước tánh tắc phi Ước tướng tắc thị Lưỡng biên bất trụ Phạm là câu kiểu như thế này Đều là nhắc nhở chúng ta Để chúng ta Quan sát Tất cả Pháp Bất luận là Pháp thế gian Hoặc giả là, là Pháp xuất thế gian Bạn cần xem tỉ mỉ bạn cần xem viên mãn hay nói cách khác bạn cần phải chu đáo mọi mặt không thể chỉ xem một mặt cái ý nghĩa này chính là chứng tỏ hai bên tánh tướng đều phải nhìn thấy trước đây lúc tôi cầu học ở đại trung Thầy lý dạy chúng tôi Chúng ta học Phật Nhìn bất kỳ người Sự vật nào Chỉ ít phải nhìn tám mặt vì mới có thể nhìn cái sự việc này Tương đối rõ ràng một chút Tám mặt từ đâu mà ra vậy thứ nhất là xem thể tướng dụng của sự vật này thể chẳng phải có tướng và tác dụng chẳng phải không đây chính là ý nghĩa của tước phi thị danh mà trong kinh kim cang nói nhất định phải quan sát như vậy thế bạn học Phật là không giống như người không học Phật rồi thứ hai phải xem nhân duyên quả của cái sự việc này xem nhân quả của nó Thứ ba Bạn xem lý Từ trên sự Bạn phải xem sự Từ trên lý Cho nên Bất kỳ một pháp nào Pháp thế gian Xuất thế gian Nó đều đầy đủ Thể tướng dụng Nhân duyên hỏa Sự lý Xem tám mặt Trên kinh chỗ này xỉnh lược Chỉ nói một cái tánh Một cái tướng Nói kỹ Đêm đó mở rộng một chút Chính là tám mặt Phần trước nói rồi Tất cả Pháp tóm lại Không thể lìa khỏi nhân quả Chính là nhân Duyên quả Tướng dụng là sự thể vật lý đối với bất kỳ một pháp nào bạn cũng nhìn thấy được tám mặt thì bạn sẽ không bị mê hoặc bạn cũng không bị điên đảo hay nói cách khác bạn có một chút trí huệ cái mà bạn nhìn rõ ràng hơn người khác sâu sắc hơn người khác đây là tại vì sao trong kinh Kim Cang lại có tước phi thì danh tình thuyết đều là dạy chúng ta những thứ này là cái bản này ước tánh tắc phi nói tắc phi đều là nói từ trên tánh nói thị danh đều là nói từ trên tướng Mục đích chân thật là Khiến chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật Và có thể đạt đến không trụ hai bên Thử tiết chính là đoạn kinh văn này Hữu tức phi thị danh song cử Chúng ta lại nhìn thấy cái câu này Dĩ hiển duyên sanh chi pháp Không hữu đồng thời chi nghĩa vẫn là cái ý nghĩa này khiến chúng ta hiểu rõ có không đồng thời tánh tướng đồng thời lý sự đồng thời nhân quả đồng thời sở dĩ thuyết nhân thiết giai thị bức trụ vị ư tướng thượng tức kiến kỳ phi tướng tiền thị bất trụ tiền năng kiến tánh phi vị hoài tướng nhi hậu kiến giả thân tướng như thử chư tướng giai nhiên phật mưu báo thân của ngài làm thí dụ cái ý nghĩa này sâu vô cùng Báo thân của Phật còn như vậy huống hộ các tướng khác Đây là Tại vì sao Phật không nêu Giống như phần trước Không nêu sắc thân Không nêu ứng thân Mà nêu báo thân Là có đạo lý ở trong đây Phật ở chỗ này dạy chúng ta là ở trên tướng phải thấy chẳng phải tướng cái này là ở trên sự nhìn thấy lý ở trên tướng nhìn thấy tánh tại vì sao chúng ta không nhìn thấy vậy chúng ta là chấp tướng chấp trước tướng thì không thể nhìn thấy tánh chấp trước sự thì không thể nhìn thấy lý thế tục có cái gọi là người trong cuộc thì tối người ngoài cuộc thì sáng hai người đi kiện tại vì sao phải đi kiện vậy mê hai người đều mê mời quan tòa nhờ phán xét quan tòa là gì quan tòa là người ngoài cuộc người ngoài cuộc thì sáng họ không mê là cái đạo lý này người trong cuộc chấp trước cái sự tướng này không nhìn thấy lý người ngoài cuộc cái sự việc này không liên quan gì đến ta, không có quan hệ lợi hại với ta, họ sẽ thấy được tương đối rõ ràng. Tại vì sao bạn có lợi hại gì? chấp trước liền có lợi hại. người không chấp trước thì có trí huệ, người chấp trước không có trí huệ. cái lý này dễ dàng hiểu cho nên điều quan trọng là không trụ hai bên đều không trụ hai bên có không đều không trụ hai bên tánh tướng cũng không trụ sau đó thấy tướng chính là thấy tánh thấy tánh chính là thấy tướng cần phải không trụ hai bên cái cảnh giới này mới có thể hiện tiền vì thế không cần phải hỏi tướng Sau khi đem tướng phá sạch rồi Mới thấy tánh Không phải cái đạo lý này Các vị nhất định phải biết Tướng là không thể phá hoại Hay nói cách khác Tướng là vĩnh viễn không bị tiêu diệt Tại vì sao không bị tiêu diệt vậy? Bởi vì tướng chính là tánh tướng nếu như việc hết rồi thì tánh sẽ không còn nữa đâu có đạo lý này cái ý nghĩa này cái gì tức thời không thể thế hội được chúng tôi lại nêu một thí dụ Cổ nhân có nói dùng vàng làm đồ trang sức mọi đồ trang sức đều bằng vàng chúng ta đem vàng tạo một pho tượng phật cái này mọi người dễ hiểu. giàng chính là tướng, tướng chính là giàng. không cần phải đem tướng phá hoại ta mới có được giàng. đâu có cái đạo lý này. bạn đem tướng phá hoại. hết thật ra tướng không bị phá hoại, tướng thay đổi rồi. Tượng Phật ta không cần nữa Ta đem vào đun chảy thành một khói tròn Nó có tướng của một khói Nó vẫn là có tướng Đem nó biến thành khói vuông Nó có tướng của khói vuông Nó vẫn là có tướng Bất kể bạn biến như thế nào Nó cũng đều có cái tướng ở trong đó Cho nên tướng Có thể biến đổi Không thể tiêu diệt chúng ta ở trong lục đạo là cái tướng này ở mười pháp giới vẫn có tướng tương lai thành phật cũng có tướng tướng của chúng ta cũng là có thể biến đổi không thể tiêu diệt bằng cái tướng đó bị tiêu diệt không có cái đạo lý này tướng diệt rồi tánh cũng không còn là giống như già vừa rồi mới nói gì tướng không còn thì già cũng không còn có già quyết định là có tướng Tánh tướng vĩnh viễn không thể tách rời Chính bởi vì cái quan hệ này Phật ở trên kinh này dạy chúng ta Ưng ừ, vô sở trụ Nhi sanh kỳ tâm Tại vì sao cần phải nhi sanh kỳ tâm vậy Chính là bởi vì tướng không thể diệt Cho nên vậy cho bạn Phải xin tâm Bạn xin tâm thiện Sẽ hiện tướng thiện Bạn xin tâm Phật sẽ hiện tướng phật các vị thật sự đem cái đạo lý này tham cứu thấu triệt cũng chính là thật sự làm sáng tỏ rồi bằng đối với niệm phật tuyệt đối không có hoài nghi vì sao vậy tướng là do tâm biến hiện ra người thế gian chúng ta người xem tướng đó mệnh thường nói tướng tùy tâm chuyển bạn có tin hay không nếu bạn không tin lập tức có thể thí nghiệm khi bạn vui vẻ tướng đó rất dễ nhìn khi bạn không vui khi tướng đó rất khó nhìn tướng không tùy tâm chuyển hay sao lập tức liền có thể thí nghiệm tướng quả thật là tùy tâm chuyển đã biết tướng là tùy tâm biến hiện ra thì tâm ta niệm phật đương nhiên biến thành tướng niệm phật cái đạo lý này không khó hiểu niệm phật thành phật niệm bồ tát thành bồ tát niệm cái gì thì biến thành cái đó Tất cả Pháp Từ tâm tưởng sanh Đây là lời Phật nói Ở trên Kinh Cho nên cái đạo lý này Làm rõ ràng Làm minh bạch rồi Chúng ta đối với niệm Phật giảng sanh Bất thối thành Phật Hoàn toàn khẳng định Một bẫy mây hoài nghi Cũng không còn Nếu ta muốn tướng của ta đẹp tướng mạo của ta mỗi ngày một đẹp hơn mỗi năm một đẹp hơn thì niệm phật vì sao vậy tướng mạo của phật là viên mãn nhất bồ tát còn kém hơn một bậc so với phật không bằng phật tướng mạo của phật đẹp nhất nếu bạn muốn tướng đẹp nếu muốn thân thể khỏe mạnh phương pháp chính xác nhất chính là niệm phật không nên tin lời mà người thế gian không có trí huệ nói người không có trí huệ đang lừa bạn làm thế nào để khỏe mạnh hằng ngày bảo bạn uống thuốc bổ vậy bạn dùng phương pháp gì đó đều là giả nếu bạn không dùng thì còn tốt càng dùng thì càng tệ hại ở trong đó sanh ra tác dụng phụ cho nên người thật sự có trí huệ biết chuyển đổi từ trong tâm tâm thanh tịnh rồi thì bệnh tật gì cũng không thể sanh bệnh tật sanh ra từ đâu vậy là sanh từ vọng tưởng sanh từ phiền não sẽ ra từ trong lo nghĩ Bận tâm Nếu bạn có thể Lìa khỏi tất cả Lo buồn bận tâm Lìa khỏi tất cả vọng tưởng chấp trước Thế thì sao có thể sanh bệnh được Không có lý do sanh bệnh Ở trong Phật Pháp nói nhân duyên Không có nhân duyên sanh bệnh Không có nhân duyên già dạ yếu không có cái nhân duyên này không có nhân duyên làm gì có quả báo pháp thế xuất thế gian đều không thể lìa khỏi nhân quả đây là trên kinh nói rõ ràng như vậy nhân thiện nhất định cảm quả thiện nhân thiện là gì thân tâm thanh tịnh là nhân thiện không có cái nào thiện hơn cái này Tâm bạn không thanh tịnh Cho nên Bạn mới có bệnh tật Làm việc Có không ít đồng tu Làm việc rất mệt nhọc Từng hay đến nói với tôi Cái công việc này của con Rất bận, rất mệt mỏi Tôi cũng biết họ mệt Bản thân họ không biết nguyên nhân gì họ bị mệt Cho là làm việc là mệt đây là quan niệm sai lầm Cái gì làm họ mệt vậy? Vọng tưởng chấp trước Làm họ mệt Nếu như họ vọng tưởng chấp trước không còn nữa Lượng công việc nhiều đi nữa Cũng không mệt Ở trong phẩm hành nguyện 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 đến cuối cùng Không có chán mỏi Mỏi là mệt mỏi Chán là chán ngán không có Không có mệt mỏi Không có chán ngán Vì sao vậy? Tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Làm công việc nhiều đi nữa Làm mà không làm Không làm mà làm Họ làm dưới không làm là một Không phải hai phàm phu chúng ta Tại vì sao làm có một chút xíu Thì liền mệt vậy Họ làm họ chấp trước làm họ làm họ làm không phải không làm họ làm với không làm là hai sự việc cho nên họ mệt mỏi làm cũng mệt không làm cũng mệt bạn nói không làm tại sao không mệt được bởi vì họ chấp trước không làm họ cũng mệt họ cũng chán ngán đây chính là cái mà chỗ này gọi là có trí huệ với không có trí huệ khác nhau Nhưng mà đạo lý này rất sâu Những đạo lý này Như bình thường không dễ dàng tiếp nhận Chúng ta nhìn thấy những người này Cũng không thể không quan tâm Không quan tâm vì là nói Không trôi rồi Trong Phật Pháp nói Không có tâm từ bi Nói với họ Họ không thể nghe vào được Họ nghe, nghe cũng không hiểu Cho nên chỉ có dùng một phương pháp phương tiện Tôi dạy người trong khi bạn mệt rồi Họ nói Tôi rất bận Tôi bảo họ nghỉ ngơi Rất bận, không có cách gì nghỉ ngơi được Tôi làm thế nào vậy họ vậy Nghỉ ngơi 5 phút Thời gian 5 phút cũng không có Thì nghỉ ngơi 3 phút Thời gian 3 phút cũng không có Thì nghỉ ngơi một phút Được chứ một phút này cách nghỉ ngơi như thế nào vậy quả thật nó có hiệu quả ở trong một phút bạn đem toàn bộ tất cả vọng niệm buông xuống chính là không suy nghĩ gì để cho tâm bạn rỗng rang chúng ta ngày nay nói điều là rỗng rang không cần nghĩ ngợi gì toàn bộ thân thể thư giãn bạn ngồi ở đó cũng tốt Đứng cũng tốt, nằm cũng tốt Một phút thì Tinh thần thể lực của bạn liền hồi phục ngay Nếu như có thể có 3 phút Hoặc giả là 5 phút thì tốt nhất Cái này đối với người làm việc bận Họ có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào Điều quan trọng nhất là Không có ý niệm Phải đem toàn bộ tất cả ý niệm Thấy đều buông xuống Không nghĩ gì cả Thân thể thả lỏng thư giãn thì rất dễ dàng hồi phục. Đặc biệt là đối với người có lượng công việc nhiều, sáng tối rất quan trọng. Buổi tối trước khi đi ngủ, thư giãn như vậy khoảng 5 phút. Sáng thức dậy cũng thư giãn 5 phút. Có sự lợi ích rất lớn đối với sức khỏe thân tâm. Đây là đối với người không hiểu bát nhã Đừng phải dùng cái phương pháp này Để giúp đỡ họ Nếu như thật sự thông đạt giáo lý Thế thì khác nhau rồi Lợi ích thuộc thắng Mà họ có được Thật sự là bất khả tư nghị <laughs> Ly danh Ngôn tướng Vị ưng tri Tánh phi danh ngôn Chi sợ cập Phi vị Vô danh tự Vô ngôn thuyết Vô tướng giả Đảng ư Danh ngôn chi giả tướng Tâm Bất thủ trước Tức thị như lai Bổn kinh Và ở trong Đại thừa khởi tín luận Của Bồ Tát Mã Minh Đều là chỉ dạy chúng ta Nhập môn Phật Pháp phải lìa tướng danh tự Lìa tướng ngôn thuyết Lìa tướng tâm duy Nói thật ra Lìa ba tướng này Chính là Kinh này gọi là Lìa niệm Đây là công phu Tinh thuận Đến cực điểm giải thích của đoạn này ở chỗ này rất rõ ràng danh ngôn danh là danh từ danh tự ngôn là ngôn thuyết ý nghĩa của nó là dạy chúng ta cần phải biết chân như bụng tánh không có danh tự Chúng ta ngày nay bất đắc dĩ Gọi nó là chân như bộn tánh Thực ra nó cũng không gọi là chân như Nó cũng không gọi là bộn tánh Là chúng ta vì đại biểu Biểu đạt cái ý nghĩa này Mà phương tiện khởi kiến Bất đắc dĩ giả thiết danh tự bạn không nên cho là thật nếu bạn cho là thật là bạn mê rồi đây là bạn sai rồi đây là nêu một cái thí dụ toàn bộ tất cả tướng đều không có tên tên chỉ chẳng qua là cái công cụ giao tiếp giữa đôi bên với nhau mà thôi dứt khoát không được chấp trước chấp trước là bạn sai rồi thì bạn mê rồi là không thể nhìn thấy chân tướng cho nên tánh phi danh ngôn chi sợ cập không những tánh danh ngôn Không thể đạt đến Mà tướng danh ngôn Cũng không thể đạt đến Trung Quốc chúng ta trước đây Lão Tử Lão Tử Quyển sách này Câu nói đầu tiên là Danh khả danh Phi thường danh Ngài hiểu được danh là giả danh Thường danh là không có danh Không có danh Đó gọi là thường danh Ý nghĩa của thường là bất biến Tên có thể thay đổi Bạn thích đặt cho nó cái tên gì Thì nó có thể gọi nó cái tên đó Phi vị vô danh tự Vô ngôn thuyết vô tướng giả Danh tự có thể có Là giả thiết Ngôn thuyết cũng có thể có Tướng trạng cũng có thể có Danh từ ngôn thuyết Sắc tướng Nó đều có thể thay đổi Phật Pháp chúng ta nói thật giả Thật thì không biến đổi Giả thì có biến đổi Thí dụ chúng ta dùng mới nêu thí dụ Chúng ta dùng vàng là một cái tướng Bạn tử xem tướng có thể biến đổi Nhưng mà vàng không thể biến đổi Bạn dùng một cân vàng Bạn làm tượng Phật nó vẫn nặng một cân Nó vẫn là nặng một cân vàng Bạn không cần tượng Phật nữa Đem nó tạo thành một cái tượng Bồ Tát Tướng biến đổi rồi Cái vàng đó không biến đổi Vẫn là nặng như vậy Ta tướng gì cũng không cần Ta đem vàng nén thành một viên tròn Có tướng của viên tròn Làm thành khối vuông Có tướng của khối dương Vàng không thay đổi tướng biến đổi cái biến đổi là giả không biến đổi là thật cho nên bạn phải biết danh từ có thể thay đổi không phải thật ngôn thuyết có thể thay đổi không phải thật tướng có thể thay đổi không phải thật, không phải thật. tánh không biến đổi tánh là thật lì tướng không phải nói những tướng danh tự ngôn thuyết này Đều không cần Không phải vậy Là lìa cái tướng chấp trước đó Ở trong tâm của chúng ta Chỉ cần trong tâm bạn Tất cả không chấp trước Liền gọi là lìa tướng Phật Bồ Tát lìa tất cả tướng Là cái ý này Cái này không được phép không biết Đáng ư danh ngôn chi giả tướng Tâm bất tụ trước Thủ là gì vậy? Phan duyên Không phan duyên Không chấp trước Đây gọi là lìa tướng Phần trước nói Tướng ngã tướng nhân Tướng chúng sanh tướng thọ giả Đây gọi là lìa tướng Lìa tướng chính là như lai Lìa tướng liền kiến tánh Lìa tướng liền thành Phật Tốt rồi Chúng ta hôm nay chỉ giảng đến đây thôi A-di-đà-phật dịch viên đạt cư sĩ vòng tay cư sĩ vọng tay cư sĩ a gmail.com người đọc hạnh quan phát tâm cúng dường do gia đình phật tử thiện đức thành kính cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật